Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Hợi tháng Tân Mão, năm Tân Sửu và hôm nay là ngày hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ đinh sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc ngọc đường, giờ canh thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc tư mệnh, giờ nhâm ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thanh long, giờ quý mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc minh đường, giờ bính tốt từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc kim Quỷ, giờ đinh hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc bảo quang giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ bính tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc bạch hổ giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc thiên lao giờ kỵ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc nguyên vũ giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc câu trận giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc thiên hình, giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc chu tước. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, sơn đầu hỏa, ngày ất hợi, tức chi sinh can, nghĩa là thủy sinh mộc và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, sơn đầu hỏa, kỷ tuổi, kỷ tỵ, Tân tỵ ngày thuộc hành hỏa khác với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu, ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Hợi lục hợp với dần, tam hợp với mão và mùi, thành màu cục xung với tỵ, hình Hợi, hại thân, phá dần và tuyệt ngọ. về tuổi xung khắc trong ngày: tuổi quý tỵ, Tân tỵ, Tân Hợi tuổi xung trong tháng, tuổi quý dậu, kỳ dậu, ất sửu, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên hỷ, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao mậu thương, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho, sao sát cống, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao sáu trong ngày gồm có sao trùng tang, kỵ về cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao huyền vũ, kỵ về an táng, sao lôi công, sáu đối với xây dựng nhà cửa, sao cô thần, sáu đối với cưới hỏi. Và sao thổ cẩm, kỵ về xây dựng nhà cửa, an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần, hướng Tây Bắc, Tài Thần, hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đốn xem từ vi chi tiết 12 con giáp Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đốn xem từ vi tuổi tý Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý, xiêm tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có tam hội phù trợ, cho nên về phương diện sự nghiệp của bạn tuổi Tý tí đang tiến triển vô cùng là thuận lợi. Và trong ngày hôm nay, bạn tuổi Tý đang có được cơ hội gặp gỡ quý nhân và người đó sẽ giúp cho bạn khắc phục được những khó khăn đang còn tồn động trong suốt thời gian vừa qua và trong ngày này với bạn tuổi Tý có thể nhận được sự tán thưởng của những người bè trên bạn bè và đồng nghiệp vì bạn đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao bạn hãy tin rằng mọi công lao của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai và bạn cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn với những người khác giới đang phát triển rất chi là tốt đẹp. Nếu như bạn đang quản độc thân, bạn có thể sẽ được một vài đối tượng hứa hẹn tiếp cận. Bạn cần phải lắng nghe trái tim của mình và suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim, sự nghiệp phát triển thuận lợi như ý muốn, từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có được quý nhân giúp đỡ khắc phục được những khó khăn, từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa đồng nghiệp khâm phục, lãnh đạo đánh giá cao, từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ nhân duyên với những người khác giới được tốt đẹp. Từ vi tuổi nham tí thuộc mệnh mộc, suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra quyết định về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cá tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi thân, tuổi tỵ. từ vi tuổi sửu chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi sửu xem tử vi cho thấy với bà tuổi sửu đang gặp được ngày có thiên ấn nâng đỡ, cho nên bạn có thể khẳng định được vị thế của mình trong các ngành nghề như nghệ thuật, khoa học, dịch vụ. Bạn tuổi sửu nhận được sự khâm phục của bạn bè, đồng nghiệp, sự đánh giá cao của những người có chức quyền trong tập thể. Với bạn tuổi xíu, bạn có thể sử dụng trí thông minh và sáng tạo của mình để mở rộng những lối đi riêng và phát triển theo hướng hoàn toàn khác biệt với mọi người. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải hòa đồng với mọi người, chứ đừng có cô lập bản thân mình với xã hội này và trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu là đang gặp ngày có thổ khắc với thủy cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi sửu cần phải quan tâm nhiều hơn tới gia đình của mình chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp cho dù bạn có bận rộn tới đâu đi nữa cũng hãy cố gắng dùng bữa tối với mọi người đây là thời điểm để cho bạn gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong nhà nữa về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim khẳng định được vị thế của mình nếu làm trong các ngành nghề như nghệ thuật dịch vụ khoa học kỹ thuật tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy nhận được sự đánh giá cao của những người có quyền cao chức trọng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa mở lối đi riêng không phụ thuộc vào người khác tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống. Về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp năm sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần, chủ nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi dần, siêm tử vi cho thấy với bà tuổi dần đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi cái điều này ảnh hưởng lớn tới phương diện tình cảm của bạn từ dần trong ngày hôm nay đặc biệt là đối với những người đã lập gia đình rồi bạn cần phải dành thời gian tâm sự với nửa kia nhiều hơn bởi tình cảm hai người đang dần trở nên lạnh nhạt đi còn đối với những bạn đang còn độc thân cũng gặp nhiều chuyện không như ý trong tình cảm. Cho dù bạn mở lòng với mọi người xung quanh, nhưng bạn lại khó thể tìm được một người phù hợp với mình. Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp để cho bạn đến với một ai đó. Tuy nhiên, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi dần lại nhờ có được chính tài chiếu mệnh cho nên bạn vẫn gặt hái được những khoản tiền đáng kể. Bạn có thể được thưởng vì đạt được những thành tích cao trong công việc hoặc là tìm được những mối đầu tư có lợi mang lại lợi nhuận một cách nhanh chóng cho bạn nữa. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không tìm được người phù hợp. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa vợ chồng có sự lạnh nhạt, thiếu quan tâm tới nhau, tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao. Tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nhận được tiền thưởng hoặc là các khoản đầu tư có lời. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, hợi Mão mùi phù trợ, cái điều này sẽ giúp cho bạn mệnh luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bạn đang có xu hướng lý tự hóa mọi việc, cho nên thường cảm thấy chán nản, muốn từ bỏ, nếu như công việc gặp khó khăn ngoài ý muốn nữa. Bạn tuổi mão, bạn tính hiền hòa, vui vẻ, giúp cho các mối quan hệ xã giao của bạn phát triển một cách khá thuận lợi. Bạn là con giáp chân thành, luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không nề hà tính toán bất cứ điều gì. Vì vậy mà, chắc chắn bạn cũng sẽ được mọi người giúp đỡ nếu như bạn gặp khó khăn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Gia đình của bạn lúc này cũng có được bầu không khí rất hòa hợp và ấm áp. Bạn và nửa kia của mình chẳng giấu giếm nhau điều gì, dù lớn hay là nhỏ, nhờ đôi bên luôn tâm sự và trao đổi mà tình cảm vợ chồng ngày càng gắn kết hơn. Về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, hãy hăng hái bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dạy bộ cuộc dựa chừng nếu gặp khó khăn. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc gia đình có được sự hòa hợp, vợ chồng tháo hiệu lẫn nhau. Tử vi tuổi quý mão thuộc kim tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia về đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 6 giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ màu sắc cá tường màu xanh lá cây màu xanh rêu quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Tuất tuổi Hợi Từ vi tuổi thìn, Chủ nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, cho nên bạn sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi nếu như tham gia các buổi thi cử hoặc là tuyển dụng trong ngày hôm nay. Bạn tuổi thìn, bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác và đạt được cái đích đã đặt ra trong ngày này, đối với những bạn đi làm thì nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và đồng nghiệp. Nếu như bạn muốn tín xa hơn nữa trong tương lai, bạn cần phải đặt ra cho mình những mục tiêu khó chinh phục hơn, không nên vội hài lòng với thực tài. Tuy nhiên, vận trình ngày Chủ nhật này với bạn Tử Thìn lại đang gặp ngày có, thổ khắc với Thủy, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn Tử Thìn là bạn cần phải bình tĩnh hơn khi nói chuyện với nửa kia và mỗi khi đôi bên có bất đồng ý kiến, đừng có khăng khăng với ý kiến cá nhân bởi chưa chắc tất cả những suy nghĩ của bạn đã là đúng đắn về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ gặp nhiều thuận lợi nếu tham gia thi cử tuyển chọn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim, tính tình nóng nảy, dễ bị kích động, từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy, đừng bắt người khác nghe theo ý kiến của mình. Về đánh giá của bạn Tử Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu nâu quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi giàu, tuổi thân từ vi tuổi tỵ chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày Chủ nhật này với bà tuổi Tỵ xem tử vi cho thấy bà tuổi Tỵ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung dần than tỵ hợi. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Tỵ không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn mệnh thường nối năng không suy nghĩ, không kiêng nể ai, cái điều này dễ gây mất lòng người khác, thậm chí là tổn thương cho những người xung quanh bản mệnh tuổi tỵ cũng trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc. Bạn có tham vọng, nhưng để đến được với thành công thì bạn cần phải có lộ trình rõ ràng, không thể nóng lòng, mong ước muốn của mình thành công ngay lập tức được. Bạn tuổi tỵ bạn vốn là người thông minh, có trí tín thủ, vì vậy bạn hãy biết tận dụng và phát huy điểm mạnh của bản thân mình. Tuy nhiên, muốn thành công thì bạn cần phải dựa vào chính sức của mình, không nên trở thành con giáp, tham tiền, chạy theo những gì ngoài tầm với. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ dễ gây mất lòng mọi người xung quanh. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc ôm đồm nhiều việc không nên tham lam, tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim nên lập ra kế hoạch phấn đấu rõ ràng, tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tận dụng và phát huy điểm mạnh của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ, Chủ nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021, Vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi ngọ, xiên tử vi cho thấy bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có thủy khắc với họ, cho nên bạn rất dễ rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh với nửa kia vì những quan điểm bất đồng với nhau. Vợ chồng không tránh khỏi những khi cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, tuy nhiên bạn không nên làm cho mình thích dạy đời với những lời gây tổn thương cho nửa kia trong cơn nóng nảy của mình. Với bạn túi ngọ, một khi chiến tranh lạnh xảy ra, dù ai là người đúng, ai là người sai, bạn mệnh cũng có thể là người chủ động, làm hòa, vợ chồng cùng sống dưới một mái nhà. Mâu thuẫn kéo dài, chỉ khiến cho bầu không khí gia đình thêm phần căng thẳng hơn mà thôi. Và ngày này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi ngọ là không nên nóng nảy, kéo lại mâu thuận với kẻ tiểu nhân hoặc là quan lại xấu trong chính quyền. Một điều nhịn là chín điều lành, điều gì có thể cho qua thì nên cho qua vào ngày hôm nay. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim dễ bất đồng ý kiến với nửa kia từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy nói những lời tổn thương người khác từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ không nên mâu thuẫn với tiểu nhân hoặc là người có chức quyền từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc bộ khoa không xô đua những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống Vài đánh giá của bà tuổi ngọ trong ngày Chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. vi tuổi Mùi chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Mùi Xem tử vi cho thấy với bà tuổi Mùi đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh bạn là người thông minh và khôn khiếu sẽ đạt được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước đó với những kinh nghiệm trong làm việc phong phú có thể giúp cho bạn tìm ra hướng giải quyết trong những lúc khó khăn một cách nhanh chóng nhất Tuy nhiên với bà tuổi mùi, bạn nên mở rộng cái mối quan hệ của mình hơn, không nên tự tách bản thân mình ra khỏi tập thể. Sức mạnh của tập thể là vô cùng to lớn, nó sẽ giúp cho bạn chinh phục được những đỉnh cao mà bạn không thể nào với tới nếu như chỉ có một mình bạn làm. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là một ngày bạn tránh nên việc kiện tụng chấp. Vì vậy, dù có bất đồng quan điểm với ai, bạn cũng chỉ nên góp ý nhẹ nhàng, không nên nóng nảy nói lời, động chạm tới người khác. Về tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim, đạt được thành công khiến cho mọi người khâm phục. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy, kinh nghiệm dày dặn, giải quyết những vấn đề một cách nhanh chóng. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, không nên tự tách mình ra khỏi tập thể tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ tránh những hoạt động kiện tụng tranh chấp tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không nên cố tình nói lời tổn thương người khác vài đánh giá của ba tuổi mùi trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân, chủ nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bà tử thân, xem tử vi cho thấy với bà tử thân đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung, dần thân tị hợi, cho nên bạn đang có điểm báo phải trải qua một ngày không được mấy in ổn. Bạn mệnh vướng phải những chuyện thị phi không mong muốn do kẻ tiểu nhân dở trò đơm đặt. Đáng buồn là đối với những ai không hiểu rõ về bạn có thể hiểu lầm bạn nữa. Với bạn tuổi thân, đừng có quá nóng nảy và vội vàng tìm cách phản kháng, bởi lời nói cũng chẳng đem lại nhiều ích lợi như thực tế. Bạn hãy dùng hành động để chứng minh cho mọi người thấy bạn là người như thế nào. Khi trắng điên đã rõ ràng, kẻ tiểu nhân sẽ phải nhận sai mà thôi. Và trong cái vận trình ngày Chủ nhật này với bạn tuổi thân, cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Bản mệnh luôn nhận được sự tin tưởng và ủng hộ hết mình của nửa kia. Do đó, nếu như không tìm được cái cách giải quyết vấn đề, đừng có ngại ngần tâm sự với người ấy. Hai người cùng suy nghĩ sẽ tìm ra được hướng giải quyết nhanh chóng, hợp tình hợp lý hơn rất nhiều. Về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy đối mặt với tiểu nhân dễ vướng vào rắc rối từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ chứng minh bản thân bằng hành động thực tế từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc nửa kia thấu hiểu và biết chia sẻ từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim tâm sự với nửa kia nếu gặp phải khó khăn vài đánh giá của bà tuổi thân trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng. Cái điều này làm cho mối nhân duyên của bạn khá chi là tốt đẹp, đặc biệt là đối với những ai chưa lập gia đình. Bạn hãy cởi mở với những đối tượng tiềm năng đang theo đuổi và cho họ cơ hội được tiếp xúc, trò chuyện với mình nhiều hơn. Và ngày này, đối với những bạn đã lập gia đình rồi, bạn luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho đối phương, cho dù có nghe thấy những lời điều tiếng. Bạn cũng không vội nghi ngờ, làm to chuyện mà luôn tâm sự thẳng thắn với người ấy trước cái đã. Vận trình ngày Chủ nhật này với bà Tứ Dậu lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, cho thấy công việc của bạn lại không được quá thuận lợi. Bạn có thể sẽ vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi với nhân viên trong ngày hôm nay. Về từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, hãy cởi mở với những người tiếp cận với mình. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa, nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc, cố gắng tránh xa những chuyện thị phi không đáng có, tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim, hãy dự vững những quan điểm đúng đắn từ trước tới giờ. Vài đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi sửu, tuổi thìn. Từ vi tuổi tốt, chủ nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi tốt, xem tử vi cho thấy bạn tuổi tốt đang gặp được ngày có chính ấn phù trợ. Bản chất của bạn là người thông minh, nhân từ, không ham danh lợi, nhưng cũng chính vì điều đó mà khiến cho bạn trở thành một người không có chí tín thủ, dễ bằng lòng với thực tại. Nếu như bạn cứ dậm chân tại chỗ, bạn sẽ bị người khác dễ dàng vượt qua mình mà thôi. Với bạn tuổi Tuất, trong Ngày hôm nay bạn sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh và đây cũng là cơ hội tốt để cho bạn mở rộng các mối quan hệ xã giao, giúp cho bạn gặp gỡ được quý nhân. Bạn cần phải cởi mở hơn và trân trọng những người thực sự đối tốt với mình. Ngày này với bà Tử Tuất lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn Tử Tuất là cần phải quan tâm nhiều hơn tới con cái của mình bạn có nhận ra mối quan hệ của mình và các con càng ngày càng trở nên xa cách hơn rồi bạn hãy bớt thời gian trong công việc và dành nhiều thời gian hơn cho con cái gia đình của mình nữa về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa bạn là người thông minh không ham danh lợi tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ không nên dậm chân tại chỗ để người khác vượt qua mình tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim cần phải quan tâm tới con cái nhiều hơn từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có sự xa cách nhau về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày chủ nhật này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi, chủ nhật, ngày 28 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày chủ nhật này với bà tuổi Hợi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Hợi đang có điểm báo dễ có những tư tưởng bi quan và tiêu cực trong ngày hôm nay do bạn đang chịu ảnh hưởng xấu của cục diện ngũ hành Hợi Hợi tự hình gây ra. Tuy nhiên với bạn tuổi Hợi dù có bất cứ khó khăn nào bày ra trước mắt bạn cũng không nên than thân trách phận bạn trở thành con giáp cực đoan và cần phải suy nghĩ tích cực hơn tìm cách khắc phục nó. Và với bạn tuổi Hợi, bạn là người thông minh, nhanh nhẹn, tuy nhiên, đôi khi bạn lại quá nóng vội đưa ra những quyết định không thực sự chính xác, có thể đây chính là một trong những nguyên nhân khiến cho bạn cố gắng rất nhiều nhưng lại không thành công như người khác. Và với bạn tuổi Hợi, nếu như có kế hoạch xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bạn mệnh nên đi về những hướng tốt như là Hỷ thần, hướng Tây Bắc và Tài thần hướng Đông Nam. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh hỏa, suy nghĩ bi quan, tiêu cực, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh thổ, không nên than thân trách phận, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh mộc, có phần nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh kim nên bình tĩnh trao đổi với mọi người. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy phát huy ưu điểm thông minh nhanh nhẹn của mình. về đánh giá của ba tuổi hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đen màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.